Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Dự án Hỗ trợ Hợp tác Kinh tế Khu vực Châu Á đã tổ chức hội thảo phổ biến các quy định của thị trường Trung Quốc về nhập khẩu nông sản và trái cây tươi. Tại hội thảo, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phổ biến một số quy định đối với nhóm ngành hàng nông sản của Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, đặc biệt là nhóm ngành hàng trái cây tươi. Từ năm 2018 đến nay, Trung Quốc đã áp dụng chặt các quy định về nhập khẩu nông sản từ thị trường Việt Nam. Trong đó, các mặt hàng trái cây Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc phải tuân thủ nhiều quy định về truy xuất nguồn gốc, vùng trồng, cơ sở đóng gói, các yêu cầu về kiểm dịch, điều kiện an toàn thực phẩm, nhãn mác đóng gói. Trên thực tế, đây đều là những quy định theo thông lệ quốc tế. Trung Quốc cũng đã ban hành từ rất lâu. Tuy nhiên, do duy trì chính sách nhập khẩu biên mậu kéo dài, nên đến nay phía Trung Quốc mới chính thức áp dụng đối với Việt Nam. Vì vậy, không còn cách nào khác, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải tuân thủ nghiêm theo tinh thần thích ứng chứ không phải đối phó, để khai thác tốt hơn nữa xuất khẩu nông sản nói chung, rau quả nói riêng sang thị trường Trung Quốc. Tại hội thảo phổ biến các quy định của thị trường Trung Quốc về nhập khẩu hàng nông sản và trái cây tươi do Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với Dự án Hỗ trợ Hợp tác Kinh tế Khu vực Á Châu, các chuyên gia cho rằng thời gian tới cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ, bài bản hơn nữa giữa các bộ ngành liên quan trong việc xây dựng các báo cáo nghiên cứu thị trường đối với một số ngành hàng chủ lực xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, đồng thời nâng cao chất lượng các sản phẩm nông sản xuất khẩu, tăng dần tỷ lệ nông sản chế biến, v.v. Cùng với đó, cần phải sớm nghiên cứu đề xuất đầu tư xây dựng các kho lạnh bảo quản sản phẩm tươi ở gần các cửa khẩu tại các tỉnh biên giới như Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh.